liên tiếp phát hiện camera quay lén, cần xử lý nghiêm khắc kẻ biến thái để răn đe. Sau sự việc Châu Bùi bị quay lén ở nhà vệ sinh tại một studio ở thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội cũng liên tiếp phát hiện camera quay lén trong phòng trọ, nhà tắm của khách nữ khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, mới đây, Kép Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nhận được đơn trình báo của nữ sinh NTTH, sinh năm 2000, trú tại tỉnh Bắc Giang về việc phát hiện ổ điện tại khu vực nhà tắm trong phòng trọ của nạn nhân đang thuê tại phường Nghĩa Đô, gắn camera giấu kính, ghi hình trộm. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận ổ điện đã bị gắn camera giấu kính một cách tinh vi. Sự việc khiến nạn vô cùng bàng hoàng và lo sợ việc lộ lọt các hình ảnh cá nhân. Hiện, vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, làm rõ. Tương tự, trước đó ít ngày, tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội cũng phát hiện vụ việc chủ nhà trọ lắp camera quay trộm trong phòng tắm nữ. Tại cơ quan công an, ông N, 58 tuổi, chủ nhà trọ khai nhận, do muốn xem lén người thuê phòng tắm nên đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5. Ông N khai thường xem trực tiếp hình ảnh quay lén các khách nữ thuê trọ trên điện thoại hoặc lưu trên ứng dụng của camera để xem lại, không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Do đó, ông N đã bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền phạt là 12,5 triệu đồng. Sau những sự việc trên, nhiều cá nhân vi phạm đã bị phạt tiền, song vẫn khiến nhiều người bất bình, phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn với hành vi này. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, dù với động cơ, mục đích gì, thì dưới góc độ đạo đức xã hội, hành vi camera quay lén người khác rất đáng lên án, thể hiện sự lệch lạc và biến thái, thậm chí bị ổi, suy đồi trong lối sống của một số đối tượng. Theo quy định hiện hành, quyền về hình ảnh của cá nhân được pháp luật bảo hộ, mọi hành vi xâm phạm quyền này là vi phạm pháp luật. Đây cũng có thể được coi là một dạng hành vi quấy rối tình dục và có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định 15/2020, Nghị định 144/2021/ND/CP. Tuy vậy, theo luật sư Thu, trước xu hướng ngày càng gia tăng các vụ việc đặt camera quay lén, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và hậu quả khó lường thì việc xử lý hành chính dường như không đủ sức răn đe. Do vậy, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng cần củng cố hồ sơ, xử lý hình sự đối tượng thực hiện hành vi này để làm gương. Trường hợp người đặt camera quay lén ghi lại hình ảnh, quay clip nhằm mục đích làm nhục, xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác hoặc nhằm phát tán, lan truyền trên mạng xã hội hay tống tiền, tống tình nạn nhân đã thực hiện và gây ra hậu quả, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý hình sự đối tượng này về một trong các tội như làm nhục người khác, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cưỡng dâm hay cưỡng đoạt tài sản. Bên cạnh đó, để bảo vệ bản thân mình, mỗi cá nhân khi đi đến nơi công cộng như khách sạn, phòng trọ, phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng cần quan sát, kiểm tra kỹ nhằm kịp thời phát hiện các camera quay lén, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, luật sư Thu khuyến cáo.